Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp sẽ nấu món chà chuối nước cốt dừa bánh lọt. Món chà chuối này càng ăn thì càng ghiền bởi những miếng chuối mềm ngọt thanh hòa quyện với vị béo béo của nước cốt dừa, thêm những miếng bánh lọt mềm mềm dai dai. Cách nấu thì rất là đơn giản và dễ làm. Bây giờ thì mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi nấu món này nha. Mấy Khôi có ở đây là 5 trái chuối sứ, mình cân lên tính luôn cả vỏ là được 520 g. Chuối thì mình chọn chuối nó chín tới chứ không có chọn chuối xanh nha, ăn sẽ dễ bị chát. Còn mà chuối nó chín quá đó thì mình nấu lên thì nó sẽ dễ bị nát. Đó, rồi bây giờ mấy Khôi sẽ lột vỏ để lấy chuối ra. Mình cắt chuối thành từng miếng vừa ăn, không có quá dày mà cũng không có quá mỏng nha. Và các bạn có thể cắt ngang hay là cắt xéo giống Mai Khôi đều được nè. Mình ướp vào đây là 1/3 muỗng cà phê muối và 40 g đường. Chuối sứ thì nó đã có cái vị ngọt tự nhiên rồi. Mai Khôi ướp thêm 40 g đường cho nó kiểu khi mình ăn thì nó sẽ có cái vị ngọt đậm hơn một chút. Còn nếu như các bạn không thích thì có thể bỏ qua hoặc là gia giảm cái lượng đường theo ý thích nha. Rồi mình sẽ trộn đều cái tô chuối này lên, sau đó mình để khoảng 15-20 phút để cho chuối này nó ngấm đường á. Bây giờ mình đi làm phần bánh lọt. Mấy Khôi có ở đây là 100 g bột năng, mình sử dụng hoàn toàn là bột năng thôi. Và cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối. Tiếp đến là một muỗng canh đường để cho bánh lọt của mình ăn nó có cái vị một chút. Rồi mình trộn đều cái hỗn hợp bột này lên. Mấy Khôi có ở đây là 80 ml nước lá dứa, mình có cho vào trong đây một chút xíu tinh dầu lá dứa để cái màu nó được tươi hơn. Mình sẽ cho nước lá dứa này vào trong cái nồi và nấu cho nó sôi lên để mà mình đi trộn bột. Nếu mà các bạn không thích mùi lá dứa thì có thể thay thế bằng mùi khác ha. Đây Mấy Khôi nấu cho nó sôi bùng lên như thế này là mình sẽ cho nước vào trong cái tô bột. Nhưng mà các bạn đừng cho cái ào hết mà mình cho khoảng 2/3 hoặc là 3/4 cái lượng nước thôi. Tại vì tùy theo bột mới cũ mà nó sẽ hút nước khác nhau. Và lưu ý là trộn cái bột này mình phải sử dụng nước nó thiệt là sôi nha, thì trộn nó mới được. Đây Mấy Khôi sẽ trộn đều nó lên nè. Rồi giờ mình sẽ dùng tay để mà nhồi nè, nhưng mà cái bột nó sẽ hơi nóng nha, các bạn cẩn thận một chút. Và đây khối bột Mấy Khôi đã nhồi xong rồi nè, đó nó thành một khối bột mềm dẻo như thế này, không bị khô mà cũng không có bị nhão. Đó, mình đưa tay và mình ấn vào cục bột á, thì mình rút tay ra nó không có dính bột lên tay mình nữa là được. Rồi bây giờ Mấy Khôi sẽ cho một lớp bột áo lên trên mặt bàn và cho cái bột này ra mình sẽ cán nha. Thì cái khối bột này mình sẽ chia làm 4 phần. Đó. Rồi mình vê nó ra rồi mình sẽ dùng cái cây cán bột á, mình cán dẹp nó ra. Mình cán miếng bột này tùy theo các bạn muốn làm cái miếng bánh lọt của mình nó dày mỏng hay là dài như thế nào mà mình cán cái bột này ra nha. Thì ở đây mình làm bánh lọt theo kiểu bánh lọt sắt tay chứ không phải là bánh lọt mà mình khuấy trùng bột rồi mình cho nó qua cái rổ hay là cái khuôn. Đó, thì đây là cái miếng bột mình đã cán xong rồi nè. Rồi sau khi cán xong á thì mình cũng sẽ phủ lên đây một lớp bột áo, Mấy Khôi dùng bột năng luôn. Mình phủ lên để lát nữa mình xếp chồng những cái miếng bột khác lên, nó không có bị dính vào nhau khi mà mình cắt á. Bột Mấy Khôi đã cán xong rồi thì bây giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Đây mình cắt những cái miếng nó nhỏ nhỏ như thế này. Các bạn muốn làm cái miếng bột nó bự hơn cũng được. Nhưng mà cái miếng nhỏ vậy đó, lát nữa mình nấu á thì nó sẽ nở hơn một chút nữa. Đây Mấy Khôi đã cắt xong rồi nè. Thì do lúc nãy mình có bỏ bột áo từng ở giữa từng cái lớp bột đó cho nên là khi mình cắt xong rồi á, mình tách nó ra rất là dễ, nó không có bị dính vào nhau. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu chè nha. Mình có ở đây là 1,2 lít nước, nó đang sôi bùng lên như thế này. Thì Mấy Khôi sẽ cho vào đây là 25 g bột bán. Bột bán là mình phải canh cho nước nó sôi bùng rồi mình hãy cho vào nha. Khi cho bột bán vào mình sẽ khuấy sơ để cho nó không có bị dính ở dưới cái đáy nồi đó.
Mấy Khôi cho vào đây một ít lá dứa để cái món chè của mình nó được thơm hơn. Khi mà bột bán các bạn nấu nó thấy nó bắt đầu hơi trong trong á, thì mình sẽ cho cái phần bánh lọt vào. Mà trước khi cho bánh lọt vào các bạn nhớ rũ cho bột nó rớt bớt xuống nha. Cho bánh lọt vào xong thì Mấy Khôi cũng cho vào đây là 150g đường. Cái lượng đường này thì các bạn cứ tăng hay là giảm tùy theo cái khẩu vị ăn ngọt của gia đình. Khi mà nồi nước này nó sôi lên và đường trong nồi nó đã tan ra hết rồi á, thì mình sẽ cho vào đây là 400ml nước cốt dừa. Nếu mà bạn nào muốn ăn nó béo hơn á, thì bớt cái lượng nước lại và tăng cái lượng nước cốt dừa này lên. Chuối mình để nãy giờ nó đã tan đường và ngấm rồi nè. Thì sau khi mình cho nước cốt dừa vào trong nồi á, thì mình cho phần chuối này vào luôn. Và đây chuối Mấy Khôi nấu nó đã chín rồi nè. Thì khi mà mình nấu á, thì các bạn để lửa nhỏ nhỏ thôi để tránh cho cái nồi nước cốt dừa nó sôi bùng lên, nó không có ngon nha. Khi mà chuối nó chín rồi thì mình có ở đây là một muỗng canh bột năng, mình pha thêm chút xíu nước khuấy cho bột nó tan ra. Mình sẽ cho phần bột này vào trong cái nồi chè để tạo cái độ hơi sệt sệt á. Thì tùy theo các bạn muốn nồi chè mình nó sệt nhiều hay ít mà mình cho cái lượng bột vào. Và lưu ý là khi mà cái chè này mình nấu xong mình để nguội á, thì nó sẽ còn đặc hơn một chút xíu nữa. Nó mới khôi cho phần bột vào, mình vừa cho vừa khuấy đều. Đây cái nồi chè của mình nó sệt hơn lúc nãy nè. Nếu mà các bạn muốn nó đặc hơn nữa thì mình cho thêm phần bột vào. Ở đây mình coi cho thêm chút xíu nữa, tại nãy mình chưa cho hết cái phần bột năng mà. Rồi sau khi mà nó đã có cái độ sệt như mình mong muốn rồi á, thì mình coi sẽ gấp cái phần lá dứa này ra. Đó, vậy là mình đã nấu xong nồi chè chuối nè. Bây giờ mình sẽ múc chè ra chén nha. Mấy Khôi cho lên đây một ít đậu phộng rang vàng giã nhỏ và một ít mè rang vàng để cái chè của mình nó được thơm hơn. Voila, vậy là món chè chuối Mấy Khôi đã nấu xong rồi nè. Đó, nhìn chén chè của mình rất là hấp dẫn ha. Bạn nào mà có nhiều thời gian á, thì có thể làm bánh lọt nhiều màu sắc thì cái chén chè của mình nhìn nó còn bắt mắt hơn nữa. Để Mấy Khôi múc miếng chuối lên cho các bạn nhìn gần nè. Đó, cái miếng chuối của mình u nần, nhìn hấp dẫn chưa? Chuối Mấy Khôi nấu cho nó chín mềm vừa tới thôi chứ không có quá mềm. Nếu mà các bạn muốn nó mềm hơn nữa thì mình tăng thời gian nấu lên. Đó, chuối khi ăn thì mềm nè, ngọt ngọt, rồi béo béo của nước cốt dừa. Thêm những cái miếng bánh lọt vào á, dai dai, mềm mềm, rồi thơm mùi lá dứa nữa, rất là ngon. Chè chuối này á, Mấy Khôi thấy ăn nóng hay là ăn nó hơi ấm ấm hay là ăn lạnh đều rất là ngon. Thì nếu bạn nào muốn nấu chè chuối bánh lọt giống Mấy Khôi thì vào bếp cùng làm với Mấy Khôi nha. Bây giờ thì Mấy Khôi xin được kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mấy Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mấy Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À biên tố.